Cái người dẫn đầu đó, nó quan trọng. Người dẫn đầu rất là quan trọng. Trong khi Đức đi lại ở nhà của cái người này, như đứa ở. Người này hỏi như Đức một câu, nói à, Thầy lúc trước lo cho đại chúng mấy ngàn người, sao mà lo được hay? Nhà mấy người đi mà lo cực quá trời. Mà mấy ngàn người mà sao lo được hay? Nhưng Đức nói Con người Mỗi người đều có phước Trong kinh Đức Phật nói Từ một miếng cơm Miếng nước Đều do phước duyên người ta đã trồng sẵn Mà giờ người ta có Tuy mình nói mình lo cho người ta ăn chứ Thật sự là phước của người ta quý vị Nên khi mình lo cho con người Là phước của mình nó sanh lớn cái lắm Duyên phước mình rất là lớn Nếu mà mình không hiểu thì mình nghĩ Mình cực, mình làm, mình lo cho người ta Nên mình bực bội mình sân si Nên mình đoạn duyên, đoạn phước Chứ thật sự thì mình cho người ta ăn, cho người ta ở, mình lo cho người ta là là mình đang tu cái phước từ người ta đó quý vị. À, 100% luôn. Nên hồi đó mà những đức đi đánh chùa những đức đâu có ăn các bạc nào đâu. Vì mà những đức lập ra mấy điểm đạo tràng lớn vậy là ngay chỗ nào quý vị biết không? Thí dụ như người ta đưa cho những đức thì những đức lo cho người ta ăn hết trơn. cái vị mà từng đi đến chùa vì thấy rõ ràng. Thí dụ như cái lớp đạo làm con đi, có nhiều người người ta không hiểu người ta nói lớp đạo làm con nít mà nó có được cái gì đâu không phải phải quá con nít mà cha mẹ người ta thương nít nên mình lo cho con nít nít nó vui cha mẹ người ta sẽ vui nó lăn can cái vị mình lo cho con người ta con người ta nó vui thì cha mẹ người ta vui mà cha mẹ người ta vui thì cha mẹ người ta thương mình mà cha mẹ người ta thương mình thì cha mẹ người ta sẽ cho đồ đạt mình ta cho đồ đạt mình thì mình tiếp tục mình lo lại cho người ta như thế chưa nó phương pháp á, thấy chưa mà người ta không hiểu thì ta nói là tưởng nó mình nó được cái gì đâu cho nó ăn không tốn kém thêm người ta đâu có làm đâu nó không hiểu nên từ nơi đó mà nuôi con người mà hiểu thì phước duyên mình rất là lớn thì mình đến cuộc đời này mấy mươi năm ngắn ngủi mình cứ, cứ, cứ cho ra đi tại sao nó nói niệm phật là niệm vạn đức hồng danh vạn đức là cái gì vạn đức là vì sanh tâm mới vị vì mở tâm lượng ra là vạn đức vạn đức có nghĩa là niệm niệm gì người tất cả chúng sanh mình đều thương yêu tất cả chúng sanh mình đều lo lắng là đức quý vị vạn đức là gì đó là cái tâm mình vô lượng vô biên tâm mình rộng lớn là vạn đức niệm danh hiệu phật sanh tâm thương yêu người sanh tâm thương yêu vô lượng chúng sanh không có bờ mé đó là vạn đức thì vì cái, 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 cái thời điểm mà những đức làm quý vị đến chùa thấy rõ ràng không lo những đức thời những đức nấu ăn nha cái tính từng món ăn với vị luôn á kiếm gì ngon ngon nấu với vị ăn ừ. mình tin phật dạy mà phật nói là bố thí nhiếp cho người ta ăn mới nhiếp thọ người ta nên ngôi chùa nào mà nghèo 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 sơ nghèo sát đi chứ hay nhà nào cũng như nghèo 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 sơ nghèo sớ, nhiều sát nhưng mà người ta đi đến nhà vì quý vị dù có miếng đậu hũ ngon nhất người cũng đem cho người ăn bằng cả tấm lòng mình là phước duyên vì sanh liền phước si duyên cái gia đình mới bị cái 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 đoàn thể vì sanh lớn còn gặp mà mới vị thấy người ta đến nhà mà giấu cái đồ hũ nhớ nhà có miếng đồ hũ cắt lấy cái chén để lại à, không có đem ra cho người ta bớt một chén cơm không cho người ta ăn xịt miếng nước tương <laughs> mình giống như cái tấm mình chưa hết lòng quý vị nên từ nơi đó nó không có sanh phước duyên được đâu vì để ý cái nơi nào mà bị đến mà bị thấy người ta mà rộng rãi lo lắng là vị biết cái người trên tính tình rộng rãi còn bị đến nơi nào bị thấy mà không cho ăn cho uống gì chân mà muốn thu vô không là biết người trên keo mà đã là keo rồi bị đi lợi đó đi lợi chỗ đó vậy là bị thành keo luôn ví dụ như, như tính như đích rộng rãi thì cái người đi theo gì đích nó rộng rãi nó quen tính nó tập theo quý vị phật tử mà đi theo cũng nhất cũng rộng rãi nữa mà con người mình mà rộng rãi Mình cũng sống một đời mà nó vui lắm quý vị Những đứa nói với vị nghe Giống như một cái ly nước Vị uống nước vào Thì vị phải châm vào thì có nước nữa đúng không Nó Giống như nước này nó ra Nước kia nó vào <laughs> Thì nó Nó nó, nó lưu thông Giống như mình như mình ăn mà không tiêu hóa chịu nổi không quý vị Giống như ăn xong mà mình mình không cho nó ra Giữ hoài trong cái bụng Thì cái bụng nó trình bình thì hỏi quý vị làm sao được Nên Con nào ăn nó cũng phải ra Chứ Nếu mà ăn mà không cho ra Là con này là cái con chết Con sinh bụng chứ sao Nên quý vị biết rằng tại sao mà những đức ở đâu vậy chứ? là những đức lưu thông ví dụ như hồi đó giờ đức đâu có tiền bạc gì đâu khi đi đến chùa vì vậy mà người ta đưa tiền cho nấu đồ ăn cho cụ ăn hết trơn nấu đồ ăn cho người ta hết trơn chỉ mà người ta thấy mình cho nó ăn ngon người ta đưa nữa mình nấu nữa nhưng mà mình nấu được 10 năm <laughs> thấy chưa dù cỡ nào cũng 10 năm tu duyên tu phước bây giờ đi đâu đi chăng nữa cũng không có tệ thấy rõ ràng chưa nếu mà gặp 10 năm nay mà những đức mà bo 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 bo, bo, bo thì cũng được cái gì đâu quý vị nấu được gì đâu đó nên từ nơi đó mà những đức nó rằng nó rằng con người tu hành phải cái tính tình phải rộng rãi Nha. tu hành mà tâm không rộng rãi là không phải phù hợp với bộ nguyện di đà À, nên ví dụ như quý vị mai một chiếc áo đi mà vì bạn thì nó mới được lợi ích còn nếu như vị mai chiếc áo mà bị để trong tủ bị chưng chơi nó có lợi ích gì đâu dù chiếc áo nó có đẹp cỡ nào đẹp đi chăng nữa là chiếc áo này cũng là chiếc áo thừa giống như bị cắt một căn nhà bị cắt một căn nhà mà mà không ai ở thì căn nhà thì có đẹp cỡ nào cũng là căn nhà thừa vì sao gì đâu có ai ở đâu mà được lợi ích quý vị Đi nấu món đồ ăn Có ngon cái nào ngon mà không cho ai ăn Thì cũng muốn ăn thừa Nó đâu có được lợi ích gì đâu Nên cái quan trọng là làm cái gì cũng gì Phải cho người ta được lợi ích Đó là người ta phải sử dụng được Nó cũng như một ngôi chùa thiệt là to Mà trong ngôi chùa đó không ai ở Nhà thiệt là nhiều nhưng mà đóng cửa không Người ta lao dọn cực khổ Không ai ở gì có lợi ích không Không Vì có phước không không luôn Có duyên không không Có gì có tội Tại vì của chúng sanh đưa cho mình Mà mình tạo ra rồi Người ta không được ở Nên những Đức nói rằng là Ngày xưa mà thờ lễ lọc những Đức nói nhà cửa là phải mở cửa ra cho người ta ở Vì của chúng sanh Lâu lâu chúng sanh về đến Dù cho nằm không đủ mới cho người ta ở Thì cho người ta ở rồi mình mới có phước Rồi mình đóng cửa lại Mình không cho ai ở Thì cái của chúng sanh đưa cho mình Mình không có tạo ra cái lợi ích Mình chờ đợi chừng nào Hôm nay đợi mình chết đi Không có đâu nên đời mình còn sống mình phải làm những việc thiện việc tốt phải làm à, nên cái lớp Đạo làm con Mà như thế mà năm sáu năm giờ những đứa kết gì những đứa biết nhiều nó cho vì biết nít đó vì cho nó ăn lo cho nó cho nó vui đi gì đó mà sau này khi nó lớn lên nó càng ẩm ơn mình như hồi xưa những đứa người ta cho những đứa ăn nãy chuối thôi vậy mà những đứa nhớ tới bây giờ luôn đó chàng ờ nó cái ông đó ông cho những đứa nãy chuối ăn có có, có lặng ông lên chùa vậy mà những đứa gỡ cho ông mấy bịch bánh rồi thêm gỡ tiền xe cho ông về luôn mà nhớ cái nãy chuối năm xưa ông cho mình ăn nãy chuối đó quý vị nên con nít mà nó đi đến chùa mình cho nó ăn mình lo cho nó mình thương nó đi sao nó lớn lên nó là phật tử lúc đó nó tín nhiệm phật pháp nó mới hộ trì tam bảo tại vì nó nhớ cái ơn là đi đến chùa với thầy thương yêu lo lắng không có la gầy nó thương đó thì tự nhiên nó nhớ ơn sao này nó lớn lên nó là phật tử của chùa nó biết hộ trì tam bảo nên cái việc mình làm mình phải suy nghĩ xa vậy đó năm 10 năm sau nó lớn lên nó biết hộ trì tam bảo cho nên cái lớp đạo làm con kết duyên dày vậy lắm nít tội nghiệp đó mỗi tuần thứ bảy nó được về chùa nhà thì chặt chội đi học thì quá nhiều khóa học Bây giờ mỗi tuần thứ bảy nó được chạy về chùa tung tăng nó vui một chút. Mình đừng có nói là không thanh tịnh. Đã tạo ra một hoàn cảnh thì phải cho người ta được lợi ích. Chứ mình mình giữ cái thanh tịnh của mình mà chúng sanh không lợi ích. Tội nghiệp người ta. Từng có ngày hay ngày mà. mình phải tu trong cái 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 động chứ. Đâu phải lúc nào mình cũng muốn yên bình hoài quý vị. Thấy không? Vậy thì cái hoàn cảnh tạo ra thật sự nó mới có duyên và có phước. Cái nơi đó nó mới thịnh vượng vì có người ta ai về cũng có tiếng cười còn gặp mà bây giờ mà người ta về mà người ta thấy buồn hiu người ta sợ hãi là ngày mai mốt từ từ nó giăng tâm như chùa bà đánh chứ không phải chuyện dẫn chơi đó quý vị nên cái hoàn cảnh gia đình hay chùa chiền gì cũng vậy ai đi đến nơi mình mình phải thương yêu lo lắng giúp đỡ thật sự mà nói có khi ngoài đời người ta làm ăn chưa biết ta làm ăn có được hay không nếu mà người ta vừa đi về đến nơi nhà mình mà mình kêu gọi hoặc là mình nói mình mình than thở mình thiếu tiền là mai mốt tao dám đến nữa quý vị thấy cái thời những đức có bao giờ những đức than quý vị không chưa bao giờ mà cũng nuôi hai ngàn con người mà càng ngày càng thỉnh đóng người y y y không nó tới khi ra đi những đức cũng đâu có đâu có xin tiền ai đâu còn để lại còn lo còn còn để lại hết tất cả đó, cho họ để lo các cục đó là những đức muốn nói rằng cái phương pháp nuôi con người là phải mở tâm lượng ra phải thương yêu người ta đời mình mấy chục năm ngắn ngủi thôi mình nên tu duyên tu phước để khi mình chết đi mình giảng sanh mình trở lại mình còn có duyên độ sanh còn nếu như mà mình keo kiệt mình bo bo mình giữ hoàn cảnh của mình thật sự khó giảng sanh lắm nhưng đức nói với vị nghe bị chấp chỗ nào bị dính chỗ nấy chấp nhà thì chết và tôi không thì nói làm chuột trong nhà chấp sách thì làm mọt trong sách nó chấp cái gì nó vô cái nấy cái gì đó quý à, tướng do tâm sanh cảnh tỳ tâm chuyển nên con người mình tu hành phải nhẹ bớt đi cái, cái danh lợi trong cuộc đời thật sự mà nói ví dụ như mình có thể la gầy người ta mình không biết cảm nhận người ta đâu nhưng mà ai chỉ cần nói mình tiếng là bản thân mình bị kích động liền là mình biết mình tu dở hiểu chưa mình la gầy mình chửi bớt um sùm mình không biết cảm nhận người ta đâu nhưng mà ai chỉ cần nói động mình cái là mình bị kích động liền đó là mình tu dở có người sống trong cuộc đời Mỗi người phải bỏ ra một chút quý vị ơi Nhá không Giống như hồi đó như Đức ở chùa bị đến chùa mới bị, bị vui Cũng mỗi người bỏ ra một chút Nó Từ nơi đó mà ai cũng mở tâm lượng ra Cho nên vui Nhiều Phật tử thấy hồi đó những Đức mà Ở chùa những Đức chạy xe đạp vòng 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 Thấy mắc cự những Đức chạy như vậy đó mà người ta cũng được tự nhiên cái tâm người ta Nên từ nơi đó mà cuộc sống của người Ở ngoài xã hội làm việc bận biểu cực quá nên á, mỗi một cái nơi mà chùa chiền khi người ta đến người ta cũng muốn cởi mở tâm tư một chút nhẹ nhàng cái tâm thì nó mới đến chứ không phải nói tu nhiều mà mà hay đó vì chưa chắc đâu cái tu nhiều mà nó ngán quá nó giết nó sợ tu chứ không phải giỡn đâu nhưng hồi tối thí dụ như 12 giờ khuya mà bắt cái vị tu hai tiếng thì không được mấy người tu đâu thật sự luôn à, nhờ tiếng đó, tu khỏe mà thử đêm nào cũng 12 giờ khuya Tức gì tu đi chèn giết không qua không biết còn mấy người mà tu con đêm gì thôi chứ sáng nay có khi mình niệm phật mà mình còn mắt mình nó còn không chịu nghe lời mình đang niệm phật chút tự nhiên mắt làm nè <laughs> lấy cái tay mình làm kéo mi mắt lên thấy chưa thấy không nó đó là mình tu <laughs> tối có một cô chúc bà trúc phương vừa vô 12 giờ khuya mới xả tóc mình mới bước vô mình hết hồn mà gặp ở trên hình nền phía sau quý vị và cái chớp hiện chớp hiện chớp hiện mà tóc bây dài thòn đấy cái ghê muốn chết mày mà vừa giờ khuya tôi một tóc bây vừa tôi ở tóc dài thòn vậy đâu mà chớp hiện chớp hiện cái kiểu mà làm hình phía sau bị nữa chớp 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 sợ muốn chết luôn Để từ từ rồi nói mày biết rằng là ok mình 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 nói một câu gì nó cũng vui chứ không phải cái gì nha nên từ nơi đó, đó mà sáng nha quý vị tu thờ xong tỉnh beo nha lễ vật xong tỉnh liền công nhận ngay được cái môn lễ Phật này quá hay. nên từ hôm nay quý vị nhớ cái thờ mà buổi trưa mình tu là 9 giờ cho vị có thời gian dọn dẹp nhà nấu ăn thoải mái luôn rồi 9 giờ mình vô mình tu chủ nhật này cũng vậy luôn này. 9 giờ mình vô mình tu À, nên uh, mai mốt lễ quan âm bồ tát cái uh, chiến này mình lễ trên rung lễ trên cái trang trực tiếp cái trang chân thành Địa phật vô lượng thọ của mình luôn mình nhận đứa ở một cái vòng nhí thôi nhưng mà cũng lễ quý vị <laughs> liệt luôn đâu mà ngay ngày 19 đúng ngày thôi ở đó mình ở chùa thì mình lễ hai ngày thế mấy điểm chùa bây giờ mình ở trong phòng mình lễ ngày 19 thôi. nguyên ngày 19 đó mình cũng tu từ sáng tu cho tới tối <laughs> bốn thờ ở tao mình tu phải không? Dù mình chia sẻ, mình chia sẻ nói chuyện đó này kia, ha. ngồi nói chuyện với đại gia đình thân yêu ha, không mà cái đại gia đình này đặc biệt cái quý vị, đúng là tạo ra bây giờ những đứa mới cảm giác tình thương mến thương và vui. Bây giờ tí cái vòng này, tí tí ở ngồi góc gì thôi, ha. nhưng mà nó vui là nhờ mình có đại gia đình thương yêu, ha. nó tu xong cái ngồi với đại gia đình nói chuyện rồi chơi một chút, này mình nói chuyện đó chứ mình muốn nói giảng pháp những gì đâu nghe không? nói chuyện chơi thôi nó mà gia đình mình thấy ấm áp nha quý vị, nó, mình nói những cái điều mà mình đã trải qua để mình rút kinh nghiệm trong cuộc đời của mình vì có người mấy vị có tốt có xấu có thiện có ác có tròn có méo bây giờ mình nói ra cái tròn nói ra cái méo nói ra cái thiện nói cái ác nói cái thương nói cái ghét để mình phân tách ra để rồi mỗi con người chúng ta chọn một phương hướng đi của mình cho nó đặc biệt hơn vậy thôi nên mong rằng quý vị tu hành làm sao tâm lượng mở rộng ra ha giúp ai được gì giúp làm việc thiện gì được thì làm đủ duyên với khả năng của chính mình để sao mình sống vui vẻ an lạc đừng có buồn giận ai để trong tâm là được rồi cứ như vậy mà sống đi nguyện tâm bảo gia hộ cho quý vị à, lúc nào cũng tính nguyện niệm phật siêng năng niệm phật khi bỏ báo tăng này chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc nha quý vị chúc quý vị an lạc nha ai di đào phật ai di đào phật ai di đào phật ai di đào phật chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc vị ơi ai gì là phật chín giờ gặp lại nghe ai gì là phật ai gì là phật